Trường quay Minter Như Hiền và Đoàn Trọng xin tân nói gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua Cà Phê Sáng. Good morning, Như Hiền. Good morning, anh Trọng, và kính chào tất cả các quý vị Cà Phê Sáng. Ngày hôm nay là ngày 28 tháng 11, phải không anh Trọng? Đúng, hôm nay là ngày 28 tháng 11. Gần tới cuối tháng rồi, chỉ còn 2 tuần nữa thôi, hoặc là 3 tuần đó là tới Christmas, thưa quý vị. Và hiện tại, như quý vị, buổi sáng như đi làm trời đã mưa rồi, thưa quý vị, và mặt đường rất là ướt. Và ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất tại Westminster là 60 độ hiện tại bên ngoài vào 7 giờ sáng. Và nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay chỉ có 64 độ và thấp nhất là 53 độ. Hôm nay trời sẽ mưa nguyên ngày, thưa quý vị. Và theo thông tin cho biết là ở những quận Riverside đã có lệnh di tản vì sẽ có xảy ra lũ lụt. Cái mưa này sẽ kéo dài từ thứ Tư cho tới ngày thứ Sáu ở những cái vùng của miền núi. Paradise và ở phía San Francisco, đó là cơn bão. Và cái lượng mưa này có thể lên tới, có ở Riverside có vùng lên tới 1.5 inches. Và những vùng như là vùng núi xa hơn thì có thể lên tới 4 inches, thưa quý vị. Và Holy Fire and Goosey Fire, những cái nạn nhân ở đây và những dân cư ở đây cũng lệnh di tản. Vì sau khi cái cháy rất là nhiều sẽ xảy ra lụt đất. Cái bùn nó sẽ lở. Và lụt lội ở đó, và rất nhiều cái debris, tức là những nhiều cái vật thể sẽ chảy xuống và làm không tốt và gây chở đi tới những cái nhà mà nhà những khu đó cũng cháy trụi rất là trở ngại. Tại vì tất cả những cái đống tro mà bây giờ mưa xuống thì nó sẽ làm cho bụi, đồng thời nó không còn cái gì ở đó, thành ra nó không có cản cái nước lưu thông di chuyển được. Thành đây là cả một cái sự rất là nguy hiểm. Nhưng mà cảm ơn Như Hiền, vì là chắc có lẽ Như Hiền đã cho tôi sống thêm được một ngày, tại vì hôm nay là ngày 29 chứ không phải là ngày 28. Thì đương nhiên là cảm ơn Như Hiền đã cho thêm giữ lại thêm được một ngày, mất đi một ngày trong đời sống. Vâng. Kính thưa quý vị, sáng nay trước khi chúng tôi đến studio để gửi đến quý vị chương trình Cà Phê Sáng thì trên đường đi một cái tin đặc biệt đã đến với chúng tôi. Kính thưa quý vị, chắc là quý vị đã biết trong những thời gian qua chúng ta nói đến một vị luật sư thân tín của Tổng thống Donald Trump, đó là ông Michael Cohen, một trong những người đã có những cái sự liên hệ với hai ngôi sao mà đã mang lên nhiều cái tai tiếng đến với Tổng thống Donald Trump, đó là một ngôi sao của tạp chí Playboy cùng với là một ngôi sao có tên là Stormy Daniel. Và kính thưa quý vị, ông luật sư Michael Cohen sáng nay đã là một trong những người từng đảm nhiệm chức vụ cựu luật sư của Tổng thống Donald Trump, đã nhận tội về cái tội gọi là nói dối với Quốc hội về những công việc ông đã làm trong một cái thỏa thuận bất động sản của ông Trump ở Nga. Kính thưa quý vị, đây là một cái vấn đề có thể nói rất rắc rối cho Tổng thống Donald Trump. Ông Michael Cohen đã xuất hiện bất ngờ hôm thứ Năm tại một phòng xử án ở New York vào khoảng 9 giờ sáng nay, tuy nhiên là khoảng 6 giờ giờ California. Ông đã thừa nhận đưa ra một cái tuyên bố sai lầm vào năm 2017 cho Ủy ban của Thượng viện Hoa Kỳ về việc Ủy ban tình báo của Thượng viện Hoa Kỳ về kế hoạch xây dựng một tháp Trump ở Moscow. Vào tháng 8, Cohen đã nhận tội buộc là với các cáo buộc liên bang khác liên quan đến các doanh nghiệp taxi, gian lận ngân hàng và công việc vận động của ông cho Tổng thống Donald Trump. Sự xuất hiện của ông đang diễn ra mà những hình ảnh quý vị thấy đang ở tại tòa án ở tại New York. Một trong những công tố viên đang làm việc với luật sư đặc biệt vừa là ông Robert Mueller đã có mặt tại phòng xử án. Và kính thưa quý vị, luật sư Cohen đã nói với thẩm phán rằng thỏa thuận khẩn cấp liên quan đến việc hợp tác với ông Robert Mueller điều tra về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Câu chuyện này đã được sửa đổi và nếu có thời gian xuất hiện vào khoảng sáng thứ 9 sáng nay thì có thể ông ta sẽ có cái cơ thời giờ và để nói rõ hơn vào 6 giờ 9 và 9 giờ tối nay, tuy nhiên là 6 giờ tối nay. Đây là một trái bom bùng nổ rất lớn vì kính thưa quý vị, ông Michael Cohen đã chính thức nhận tội. Ông nói dối trước của Ủy ban điều trần của Ủy ban tình báo Hạ viện về những sự việc liên quan vấn đề bất động sản ông đại diện cho Tổng thống Donald Trump tại Nga Show. Wow, đây là một trong những cái sự biển rất là nóng bỏng mà bây giờ thì có thể nói ông bị kết tội ra anh ông nhận tội thôi, ông đã nhận tội. Và cái điều này là sáng nay cũng có một trong những người thẩm phán, một luật sư đại diện cho ông công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người đang điều tra về vấn đề liệu có sự thông đồng của Tổng thống, Ủy ban tranh cử của Tổng thống Donald Trump với Liên bang Nga hay là không. Nhưng mà trở lại một trong những sự kiện ngày hôm qua rất là nóng hổi, đó là vấn đề thị trường chứng khoán ở Hoa Kỳ. Hôm qua thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã có những dao động như thế nào thưa Như Hiền? Thưa quý vị, theo thông tin cho biết là lãi suất ngày hôm qua đã tăng tới 618 điểm và sáng hôm nay chỉ rớt xuống chỉ có 64 điểm với Dow Jones, thưa quý vị. Và theo Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang
Buổi Chairman Powell cho biết vào hôm thứ Tư rằng lãi suất chuẩn của Ngân hàng Trung ương ngay dưới mức trung bình và nâng cao hy vọng các nhà đầu tư rằng Fed có thể sớm chấm dứt thúc đẩy lãi suất cao, thưa quý vị, và thông báo đã gửi cổ phiếu tăng 2.3% xóa lỗ của tháng này. Và các nhà phân tích cho biết rằng tuy nhiên cảnh cáo rằng các nhà đầu tư đã phản ứng quá mức và rất ít bằng chứng trong phần còn lại của bài phát biểu của ông Powell chỉ ra một sự thay đổi trong kế hoạch. Theo một cái góc độ khác mà phân tích thì cho biết rằng thị trường trái phiếu đã báo hiệu rằng những lo ngại về lạm phát đang suy yếu và một lý lẽ khác chống lại việc tăng lãi suất. Kính thưa quý vị, hôm qua thì quý vị đã cùng với chúng tôi qua chương trình Cà phê sáng và quý vị đã nghe Tổng thống Donald Trump phàn nàn rất nhiều về những cái đường lối của ông Colin Powell, là một trong những người hiện nay đang phụ trách Quỹ Dự trữ Liên bang. Và ông cho rằng cái nền kinh tế thịnh vượng của chúng ta không thể bị trì hoãn về vấn đề tăng lãi suất. Và ngày hôm qua và đến bây giờ thì ngày hôm nay có những cái sự kiện rất là rõ ràng và cái sự kiện tăng lãi suất đã dừng lại. Và một cái màu xanh có thể nói rằng làm đẹp mắt những người chơi thì gọi là stock thị trường chứng khoán ngày hôm qua. Lần đầu tiên trong thị trường chứng khoán ngày hôm qua nó lên tới 600 điểm cho Dow Jones và gần 200 điểm cho Nasdaq. Thì đó là một cái dấu hiệu mà tất cả những cái sự mất mát trong những ngày vừa qua có thể đền bù lại được, ở những tháng vừa qua thì có thể đền bù lại được vào ngày hôm qua, thưa Như Việt. Và bên cạnh đó, Fed cho biết rằng Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell cho biết Fed sẽ không mạo hiểm hạ nhiệt nền kinh tế nóng đỏ với lãi suất tăng rất là mạnh như là anh Trọng cũng nói vào ngày hôm qua và tăng vào sáng nay rớt xuống rất là ít, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, đó là một loại sự kiện sáng nay mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trước khi cả một cái những sự kiện liên tục xảy ra sáng nay. Việc trước tiên là quý vị cùng với chúng tôi lên chiếc Air Force One để cùng với Tổng thống Donald Trump đến Buenos Aires. Và kính thưa quý vị, đây là một cuộc họp thượng đỉnh của 20 lãnh tụ của quốc gia có nền công nghiệp cao tại thành phố Buenos Aires của Argentina. Đây là một chuyến đi mà Tổng thống Donald Trump hình như không mấy làm thích thú. Vì chắc quý vị đã biết trong quá khứ, Tổng thống Donald Trump đã có những cái chuyến đi trong năm 2018. Và thậm chí chuyến đi vào tháng 6 năm 2018, Tổng thống Donald Trump cũng đã bỏ dở và đi về trước một ngày. Hình như không có lấy làm thích thú với những cái chuyến đi phải nằm xa cái phòng ngủ của ông. Ông lại không muốn như vậy. Như chuyến đi Pháp vừa qua, ông cũng đã có thể nói rằng là đi chỉ có vào những ngày cuối tuần. Và đặc biệt trong một cái chuyện gần đây, ông đã hủy bỏ cái chiếc máy bay Air Force One của ông đáp xuống Colombia để có một cái cuộc gặp gỡ, và ông cũng đã hủy bỏ luôn. Bởi thế hôm nay là một trong cái chuyến đi có thể nói rất là khít khao. Trong cái thời giờ cho phép, ông chỉ có 48 tiếng đồng hồ, trong đó ông có 8 cái buổi họp gặp tất cả. Và trong cả những cái nhân vật chủ chốt mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị. Và có thể nói rằng ông có một cái cuộc gặp gỡ với đặc biệt với ông Thủ tướng Shinzo Abe của Thủ tướng của Nhật. Nhưng sau nửa chừng cuộc họp đó thì lại có thêm một ông Thủ tướng của Ấn Độ cũng đến, Modi cũng đến họp chung luôn. Điều đó cho thấy rằng cái cuộc họp gặp gỡ tất cả các nhân vật rất là khít khao và khắt khe. Một trong những cái sự kiện mà người ta nói đến là bắt đầu vào thứ Sáu thì Tổng thống Donald Trump sẽ bắt đầu chuyến hành trình đến Argentina. Và hôm nay thì có thể nói rằng là bắt đầu ngày thứ Sáu thì ông làm việc, nhưng ngày hôm nay thì chiếc máy bay Air Force One để dẫn ông tới Buenos Aires rồi, thưa Như Viên. Và ông Trump sẽ dự kiến là gặp ông Chủ tịch Tập Cận Bình vào một cái buổi tối thứ Bảy. Và có một cái khiếu nại cốt lõi của Mỹ là sự đe dọa trực tuyến của Trung Quốc chống lại Hoa Kỳ đã tăng tốc rất mạnh trong năm qua. Và các quan chức tình báo cùng các nhà phân tích nói rằng xung vấn đề xung đột thương mại và những căng thẳng khác cũng làm cho căng thẳng mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Và đến một thứ hai nữa là một trong những cái cuộc gặp gỡ mà Điện Kremlin thông báo là sẽ có một cái cuộc gặp gỡ tay đôi giữa Tổng thống Vladimir Putin và ông Donald Trump. Và kính thưa quý vị, sự kiện có thể nói rằng là người ta đang nghi ngờ sẽ có hủy bỏ cái cuộc gặp gỡ này, nhưng giờ chót thì cuộc gặp gỡ châu cũng về hợp phố và hai bên đã gặp gỡ nhau. Liệu hai bên sẽ nói những cái điều gì trong buổi gặp gỡ tay đôi giữa Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump? Kính thưa quý vị, lẽ dĩ nhiên hai ông sẽ không nói gì ngoài vấn đề phát triển vũ khí hạt nhân và tất cả những cái thỏa hiệp về vấn đề tên lửa, vấn đề hạt nhân mà trong thời gian qua đã có một vài sự mâu thuẫn giữa hai quốc gia. Không biết vấn đề Ukraine có phải là một trong những vấn đề hàng đầu mà ông Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump thảo luận trong cái cuộc gặp gỡ ngắn hạn ở tại Buenos Aires hay là không? Nhưng tất cả các báo chí và tất cả những tin tức đến từ phía Tây của White House cũng giống như là Điện Kremlin cho biết rằng là cái nghị trình hai bên đã nói đến vấn đề mà Hoa Kỳ rút khỏi ra một cái hiệp ước tên lửa.
phát triển tên lửa hạt nhân và tất cả những cái vũ khí hạt nhân của hai bên nhằm bảo đảm cái nền an ninh và hòa bình trong một cái thế giới thịnh vượng trong tương lai theo những cái dự kiến và những cái điều mong muốn của 20 lãnh tụ quốc gia G20 có mặt tại Argentina. Đó là một vài sự kiện mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị qua chuyến đi của Tổng thống Donald Trump sáng nay, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Kính thưa quý vị, hôm qua quý vị đã theo dõi những cái chương trình mà những cái sự kiện chúng tôi đã gửi đến quý vị qua chương trình Cà phê sáng. Một trong những sự kiện đặc biệt mà chúng tôi ghi nhận từ Hồng Kông đó là vấn đề chính phủ Trung Quốc đã lên án sáng nay về một cái sự việc liên quan đến vấn đề những đứa trẻ được biến đổi gen đầu tiên trên thế giới. Và cái sự kiện này đã được tuyên bố tại Hồng Kông ngày hôm qua. Cái sự kiện này đến bây giờ thì tất cả những cái tin tức và chi tiết nó đi đến như thế nào, thưa Nhi Việt? Thưa quý vị, theo nhà nghiên cứu như anh Trọng cũng nói đó, tên là Hen Yiku, đã tuyên bố đã thay đổi DNA của cặp song sinh để làm cho chúng chống lại sự nhiễm của HIV, đó là bệnh AIDS, thưa quý vị. Và các nhà khoa học chính thống đã lên án cái thí nghiệm này, và các trường đại học và các nhóm chính phủ đang điều tra vấn đề này. Và thử nghiệm của ông, người ta nói rằng đã vượt quá giới hạn của đạo đức và không được cộng đồng khoa học tôn trọng và gây sốc, không thể chấp nhận được, theo ông Su nói rằng. Và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ của Trung Quốc Su Neping nói với đài truyền hình nhà nước CCTV rằng chức vụ của ông phản đối mạnh mẽ trong việc này. Và một nhóm các nhà khoa học của hàng đầu đã tập trung ở Hồng Kông trong một tuần này cho một cuộc hội nghị quốc tế về việc chỉnh sửa gen và khả năng viết lại đoạn mã của cuộc sống để cố gắng sửa chữa hoặc ngăn ngừa những bệnh tật. Mặc dù khoa học hứa hẹn giúp đỡ những người đã sinh ra và nghiên cứu thử nghiệm được tiến hành, một tuyên bố đã được ban hành bởi các nhà lãnh đạo hội nghị của 14 thành viên và nói rằng nó vô trách nhiệm và có thể thử trên trứng, tinh trùng hoặc là phôi, ngoại trừ trong nghiên cứu phòng thí nghiệm về rủi ro chưa có thể sử dụng được, và họ không cho được thí nghiệm và thử dụng ở trên con người và những cặp song sinh như là ông He Yangku đã làm. Kính thưa quý vị, ông He Yangku đã làm, ông là một nhà nghiên cứu người Trung Quốc tuyên bố để giúp tạo ra những cái đứa trẻ được điều chỉnh di truyền đầu tiên trên thế giới, cho biết là có thể tất cả những người phụ nữ đang mang thai và có thể chỉnh sửa được những cái gen di truyền đó. Nhà nghiên cứu Zhang Hingkun đã nói với công khai lần đầu tiên về cái cuộc thử nghiệm gây tranh cãi ở Hồng Kông. Và ông bảo vệ sự lựa chọn của mình về vấn đề là làm sao để ngăn cản được những cái di truyền của HIV, chứ không phải là một bệnh di truyền gây tử vong. Như một cái trường hợp thử nghiệm cho việc chỉnh sửa gen, và nhấn mạnh rằng cô gái có thể hưởng lợi tức từ nó. Họ cần sự bảo vệ này vì vaccine không có sẵn, ông nói. Nhưng mà các nhà khoa học không có thể mua nó được. Đây là một cái sự phát triển thực sự không thể chấp nhận được. Và Jennifer Dudra là một trong những nhà khoa học gia thuộc trường Đại học California Berkeley đã và là một trong những nhà phát minh ra công cụ chỉnh sửa gen. Đã cho biết, tôi rất biết ơn vì anh ấy đã xuất hiện hôm nay, nhưng tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã nghe câu trả lời. Chúng ta vẫn cần phải hiểu động lực cho cái công việc này. Dudra được Viện Y tế Hosea Hust trả tiền và cũng hỗ trợ về vấn đề y tế và khoa học, theo tin của AP đưa ra. Và đã tuyên bố, tôi cảm thấy bối rối hơn bây giờ. David Liu của Harvard và Viện PROS của MIT và tất cả các nhà phát minh ra một biên thế của công cụ chỉnh sửa gen cho biết, đây là một ví dụ kinh khủng về những gì không nên làm về một cái công nghệ đầy triển vọng có tiềm năng lớn để mang lại lợi ích cho xã hội. Tôi hy vọng nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Không có xác nhận độc lập nào về yêu sách của ông, và ông chưa được xuất bản trong một bất kỳ tạp chí khoa học nào mà nó sẽ được các chuyên gia xem xét. Tại hội nghị, ông đã thất bại hoặc từ chối trả lời nhiều câu hỏi, bao gồm cả những người trả tiền cho công việc của mình. Làm thế nào ông bảo đảm rằng những người tham gia hiểu những rủi ro tiềm năng và những lợi ích tạo ra tại sao? Ông vẫn giữ bí mật công việc của mình cho đến khi nó được thực hiện. Kính thưa quý vị, đây là một trong những sự kiện mang lại cái tính đạo đức và đã được người ta bàn tán rất nhiều. Và ngày hôm nay thì Như Huyền đã thấy chính phủ Trung Quốc cũng chính thức ra một cái tuyên án là đặc biệt chống lại cái sự kiện này. Vì cái vấn đề này nó đi ngược lại đạo đức của con người.
Nếu mà chúng ta không ngăn chặn những cái sự kiện này thì ngày mai con người có sẽ tạo ra một cái con người có thể nói thông minh tuyệt vời. Yeah. Nếu cái sự thành công của họ, sự thí nghiệm của họ thành công, yeah, họ chỉ cần lấy những cái gen di truyền của những người thông minh bỏ vào những cái bào thai đứa đó ra cũng sẽ trở thành thông minh. Và lúc đó không có cái vấn đề gọi là tâm linh trong một cái xã hội mà cần phải có cái sự tâm linh là vấn đề đạo đức về tôn giáo, thưa anh chị Huyền. Yeah. À, đây là một cái sự kiện rất đáng lo ngại khi mà một nhà khoa học gia đã vượt quá xa. Những người ta cũng lo ngại rằng cái vấn đề mà gọi là tạo nên những cái gen di truyền đấy cũng chưa chắc là được có thể nói rằng bảo đảm 100%. Thành nó có thể gây ra những cái vấn đề thất bại, và cái thất bại đó sẽ tạo nên đứa trẻ bị những vấn đề như đuôi mù điếc hay là bất kỳ một cái gì bất đó bất bình thường nữa, thưa Như Viện. Đây là một sự việc mà có thể nói bị tất cả các nhà khoa học trên thế giới lên án một cách gắt gao, mặc dù người ta cho thấy rằng ông này cũng là một trong những khoa học gia rất là giỏi, nhưng mà cái vấn đề cần phải có cái đạo đức ở trong cái vấn đề phát triển khoa học. Làm cái gì cũng phải có đạo đức ở trong ha anh chị. Vâng, kính thưa quý vị, đó là sự kiện. Và trở lại một trong những cái sự kiện mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị, đó là vấn đề thượng nghị sĩ tất cả các thành viên của Thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu vào ngày hôm qua. Trước khi chúng tôi đi đến cuộc bỏ phiếu thì chắc quý vị biết rằng cuộc bầu cử ở tiểu bang Mississippi đã đem lại một cái thắng lợi lớn cho Đảng Cộng hòa. Và như vậy chỉ số ở tại Thượng viện ngày hôm nay sau cái kỳ bầu cử và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, kính thưa quý vị, đó là 63 thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa và 47 của thượng nghị sĩ của Đảng Dân chủ. Nhưng ngày hôm qua thì vẫn mỗi một cái gọi tỷ số 51-49, tất cả các thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu bất đồng về việc Tổng thống Donald Trump. Lại nhiên Tổng thống Donald Trump trên vấn đề Z-Band đã tức giận vì đã bị từ chối một thông cáo. Thứ nhất là ông từ chối một cái thông cáo của CIA về việc giết chết là một nhà bất đồng chính kiến của Saudi Arabia. Các thượng nghị sĩ cả hai phía từ Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đã bất chấp chính quyền của Tổng thống Trump và bỏ phiếu 63 phiếu thuận trên 37 phiếu chống để xem xét chấm dứt sự hỗ trợ quân sự của Mỹ cho cuộc chiến hậu thuẫn của Ả Rập Xê Út đối tại Yemen. Tại sao lại quan trọng như thế? Cuộc bỏ phiếu hôm thứ Tư là một tín hiệu mạnh nhất cho sự bất đồng với phản ứng của chính quyền đối với cái chết của nhà báo Washington Post, đó là Jamal Khashoggi, với sự bảo vệ của hoàng tử Vương Niệm, gọi là một trong những hoàng tử sẽ kế ngôi ở Saudi Arabia, đó là hoàng tử Jamal Khashoggi. Và kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết là cuộc bỏ phiếu sẽ làm suy yếu cơ hội một cái thỏa thuận ngưng bắn về vấn đề mà Saudi Arabia là một trong những người hỗ trợ cho Yemen, thưa Nhi Viện. Và bên cạnh đó, về nói về vấn đề tuổi thọ, anh Trọng. Tuổi thọ thì như thế nào nè? Vào năm 2016 cho đến năm 2017, tuổi thọ ở Mỹ đã giảm xuống rất là nhiều một lần nữa. Và các nguyên nhân đó chính là có nhiều ca tử vong do dùng thuốc quá liều, và có những ca tự tử đã xảy ra rất là nhiều, thưa quý vị, do vấn đề depress, tức là vấn đề không có bị trầm bệnh, trầm cảm. Và ước tính trong thời gian sinh năm 2017, có thể dự kiến đời sống của Hoa Kỳ là tới 78.6 tuổi và giảm 0.1 kể từ năm 2016. Và theo bộ báo cáo của chính phủ cho biết, Robert Redfield nói rằng giám đốc của DCD, các số liệu thống kê lo ngại là một cuộc đánh thức cho quốc gia, và số ca tử vong đạt tới mức cao nhất trong năm ngoái và đứng đầu là 70.000, trong tỷ lệ tự tử là tăng tới 3.7%, thưa quý vị. Như vậy là cái con số tuổi thọ của con người năm 2017 lại bị giảm đi nhiều hơn, phải không thưa Như? Thì vì sao như vậy? Vì một số bệnh hoạn, một số uống thuốc quá liều và một số là tự giận, phải không? Do tự tử, là do vấn đề bị bệnh trầm cảm. Bị bệnh trầm cảm và tự giận làm cho cái tuổi thọ của người ta nhiều. Nhưng mà năm nay thì đối với Hoa Kỳ thì tuổi thọ ngoài 70, phải không? 78.6. 78 tuổi, 78.6. Thì như vậy cũng quá thọ rồi. Vâng, kính thưa quý vị, tuổi thọ là một trong những cái điều mà tất cả mọi người đều mong muốn. Người ta đi khám bệnh rất nhiều, người ta đi gọi là có thể về bảo vệ sức khỏe, tập thể dục, đi du lịch để làm sao cho con người được sống lâu hơn. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng đừng quên những cái vấn đề gọi là vấn đề trầm cảm trong gia đình, cũng dễ đi đến một cái vấn đề làm giảm ngắn tuổi thọ. Và bên cạnh đó, sử dụng thuốc bừa bãi cũng là một trong những cái sự kiện cũng làm cho giảm tuổi thọ của chúng ta.
Và như Nhi Huyền được mời đến quý vị thì tuổi thọ trung bình ở tại Hoa Kỳ là 78.6. Mỗi một người trung bình đều sống đến 78 tuổi. Như vậy là mình có quyền hy vọng sống thêm được khoảng 10 năm nữa, phải không Nhi Huyền? Dạ. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Kính thưa quý vị, hôm qua thì chúng tôi đã có cơ hội liên lạc với văn phòng của dân biểu Alan Lowenthal để cho biết là để chúng tôi muốn tìm hiểu xem cái nghị trình làm việc của các vị dân biểu liên bang hiện nay như thế nào. Và chúng tôi được biết rằng thì ông Alan Lowenthal đang ở tại Washington DC để cùng với tất cả các thành viên của đảng Dân Chủ bầu cử cho một người đại diện mà chúng ta hay gọi là House Speaker, tuy nhiên là Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ. Đến bây giờ thì ai sẽ là người được đảng Dân Chủ tín dụng để đưa vào chức vụ gọi là Chủ tịch Hạ viện, thưa Nhi Huyền? Thưa quý vị, bà Nancy Pelosi đã được đề cử của các nghị sĩ đồng đảng Dân Chủ của bà hôm thứ Tư để trở thành Chủ tịch Hạ viện của Hoa Kỳ. Nhưng bà có thể đối diện với những thách thức lớn trong những nghị sĩ đảng trong bà trong cuộc biểu quyết chính thức vào tháng 1 này. Bà Pelosi, người làm nên lịch sử trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này từ năm 2007 đến năm 2011, và nhìn được đề cử của phe Dân Chủ với tỷ lệ biểu quyết 203-32, bà sẽ cạnh tranh với ứng cử viên đảng Cộng Hòa vào đầu tháng 1 khi toàn thể Hạ viện biểu quyết, và bà sẽ cần khoảng 218 biểu quyết, thank you anh Trọng, để giành chức vụ này khi phe Dân Chủ nắm quyền soát Hạ viện vào tháng 1 và sau khi họ giành phế từ phe Cộng Hòa trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 6, vào ngày 6 tháng 11. Và bà Pelosi đang cố tái lập một thành tích hiếm hoi để trở thành Chủ tịch Hạ viện cho một nhiệm kỳ giữa không liên sắp tới đây. Vâng, kính thưa quý vị, Paul Ryan đã ra đi, một trong những vị Chủ tịch Hạ viện của Đảng Cộng Hòa đã ra đi và không còn có mặt ở tại Hạ viện của Hoa Kỳ. Vậy bà Nancy Pelosi là một trong những thành viên đã được Đảng Dân Chủ tín nhiệm, mặc dù có một cái con số có thể nói là chưa tuyệt đối với một vài vị dân cử trẻ và có một cái đường lối rằng là làm sao muốn có những cái người đại diện của họ trẻ năng động hơn hoạt động ở tại Hạ viện. Chắc quý vị cũng bà biết vào cái tuổi của bà Nancy Pelosi thì đã ngoài 70 tuổi và là một trong những người đã từng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hạ viện vào năm 2007 cho đến năm 2009, nhiệm kỳ của bà. Và đến bây giờ thì như Hiền đã gửi đến quý vị con số đòi hỏi phải có 218 thành viên của Quốc hội đồng tình và chọn bà làm đại diện cho tất cả các dân biểu liên bang với chức Chủ tịch Hạ viện thì bà mới trở thành được Chủ tịch Hạ viện. Nhưng có thể nói rằng những sự kiện này không khó vì đảng Dân Chủ sau cái cuộc bầu cử nội bộ của họ, họ đồng ý với nhau ở cái con số là 235 vị hiện nay, thì chắc có lẽ con số 218 thế nào cũng đoạt được của bà Nancy Pelosi để trở thành vị Chủ tịch Hạ viện. Đó là một vài cái sự kiện mà chúng ta cần biết về những sinh hoạt của Hạ viện trong tương lai. Đến bây giờ thì chúng tôi trở lại với việc Tổng thống Donald Trump với một trong những cái lá thư gửi đến công tố viên đặc biệt Robert Mueller vào ngày hôm qua. Tổng thống Donald Trump đã nói với công tố viên đặc biệt Robert Mueller bằng một cái văn thư rằng ông Roger Stone đã không nói với ông về tất cả những gì có liên hệ với Whitelist. Và đặc biệt rằng ông cũng nói về ông về cái cuộc họp ở Tháp Trung năm 2016 giữa con trai ông với tất cả các quan chức của chiến dịch tranh cử của Tổng thống, luật sư và với một luật sư người Nga. Và kính thưa quý vị, tất cả những cái sự kiện này thì bằng văn thư Tổng thống Donald Trump đã nói rằng ông không hề biết đến những cái sự kiện đó. Một nguồn tin mô tả các câu trả lời của Tổng thống Donald Trump mà không cung cấp bất kỳ trích dịch trực tiếp nào và nói rằng Tổng thống đã nói rằng ông đang trả lời về sự gọi là hồi tưởng lớn nhất của, tốt nhất của ông. Nghĩa là ông Tổng thống Donald Trump trả lời với ông Robert Mueller không có một cái chứng tích hay là một cái văn bản gì cả. Tuy nhiên, ông chỉ nói rằng ông trả lời với một cái sự hồi tưởng tốt nhất của ông, tuy nhiên là cái trí nhớ của ông. Đây là một cái nhìn sâu sắc đầu tiên về cách Tổng thống trả lời câu hỏi bằng văn bản của ông công tố viên đặc biệt Robert Mueller, là một bí ẩn quan trọng khi ông Robert Mueller hướng đến việc điều tra và chuẩn bị báo cáo cuối cùng của ông về vấn đề liệu có sự thông đồng của Ủy ban tranh cử Tổng thống Donald Trump với Cộng hòa Liên bang Nga hay là không. Chắc quý vị theo nghe cái tin này, quý vị biết rằng Tổng thống Donald Trump có thể được vấn đề gọi là hợp tác với tất cả các luật sư của ông. Ông đã đưa ra một cái cách trả lời rất là ngoạn ngục vì ông ta không viết một cái văn bản nào, ông không đưa ra một cái trích cứ nào hoặc là một cái dữ kiện nào bằng giấy tờ, và ông chỉ nói rằng
ông không có cái vấn đề biết tất cả những cái dự kiện gì của ông Rolling Stone về vấn đề Wycliffe, và đặc biệt ông không biết gì tất cả những cái tin tức liên quan đến người con trai của ông cùng tất cả những ủy ban và viên chức cao cấp của ban tranh cử, cùng với là một vài người trong đó là có những cái văn bản và có để đi gặp gỡ một vị luật sư của Nga. Và tất cả những cái sự kiện này, cái câu trả lời này bằng cái hồi tưởng của ông, tuy nhiên là bằng cái trí nhớ của ông. Yeah. Như hiện thấy những nhà chính trị họ khôn ngoan đến cái độ như vậy. Yeah. Khi người ta nói trí nhớ người ta thì có thể bị quên. Mà khi người ta đưa ra những bằng chứng thì người ta nói bằng chứng đó không thể nào nói dối được. Yeah. Hai cái nó khác nhau rất nhiều. Vào thời điểm rất là hay khi mà chúng ta biết được tất cả những nhà chính trị họ sử dụng những cái bùa phép ngoạn mục như vậy. Vâng. Thưa Nhiên. Để trở lại như những năm trước, Hoa Kỳ là trở thành một nền kinh tế hàng đầu đứng trước thế giới trong rất là nhiều thập kỷ, thưa quý vị. Nhưng vào những thập niên gần đây, vào những năm gần đây, Trung Quốc đã vượt mất trong số một vài năm. Và theo thông tin cho biết rằng đó là lý do câu hỏi đặt ra tại sao Trung Quốc đã vượt rất xa trong nền kinh tế và làm thay đổi thế giới. Nhưng theo thông tin cho biết rằng mặc dù Trung Quốc đã phục hồi kinh tế trong sau nhiều thập kỷ và trở thành một kinh tế rất là vững mạnh, nhưng mà trong đó ở những vùng nông thôn, hơn 3/4 dân số vẫn sống ở dưới mức trung bình và rất là nghèo khó rất là nhiều ở Trung Quốc, mặc dù Trung Quốc đã trở thành một đất nước rất là thịnh vượng, phải không anh Trọng? Vâng, như vậy là cái con số những người nghèo khổ ở vùng miền thôn quê vẫn còn rất nhiều, phải không? So với nước Mỹ. Vâng. Vâng, kính thưa quý vị, thì có thể nói là những cái thành quả và kinh tế mà từ thời ông Tập Cận, ông Mao Trạch Đông cho đến ông Tập Đặng Tiểu Bình được đi vẫn là không đem lại một cái nền kinh tế phát triển cho Trung Quốc như ngày nay Trung Quốc để trở thành một cái gọi là cường quốc về kinh tế. Và cái sự kiện diễn ra vào năm 1984. Yeah. Năm 1984 khi một số tất cả những nhà kinh tế gia trẻ của họ và có một cái điều kiện đến một cái buổi họp ở trên một cái miền núi ở Thượng Hải, thì họ đi đến một cái quyết định là làm sao phải tăng lên cái giá bán, nghĩa là tăng cái giá bán, tăng cái số lượng bán hàng hóa đi khắp nơi trên thế giới nhiều hơn, cho dù giá có rẻ đi nữa cũng được. Miễn làm sao mà chúng ta có một cái cơ hội để xuất khẩu đi khắp nơi trên thế giới nhiều hơn như cái sự mà chúng ta đang nhận những cái viện trợ từ nước ngoài trở về. Đó là một cái ý kiến táo bạo của những nhà kinh tế trẻ họ họp mặt ở Thượng Hải. Và từ cái cuộc họp mặt đó, tất cả những nhà kinh tế trẻ của Trung Quốc từ Thượng Hải đã mang lại một cái sắc thái mới, và tất cả những người dân từ thôn quê từ bắt đầu lần lượt đổ ra thành thị và họ có những cái điều kiện tham gia những cái hoạt động, những cái sinh hoạt và cái cách làm việc của họ trong những nhà máy công nghiệp đặng. Và từ những cái nhà máy công nghiệp đặng đó trở đi, bắt đầu Trung Quốc từ từ biến đổi và có thể nói là một tạo nên một cái thị trường xuất khẩu lớn nhất thế giới và tạo nên một cái gọi là một cái bước ngoặt mới. Họ trở thành một cái cường quốc về kinh tế lớn đứng hàng sau Hoa Kỳ, thưa chị Việt. Nhưng mà cái nền kinh tế của Trung Quốc vẫn không có đồng đều, phải anh Trọng? Tức là người dân nghèo vẫn là nhiều so với... Lẽ dĩ nhiên thì ngay cả Hoa Kỳ cũng có thể nói là có sự vẫn là người giàu và cái giai cấp nghèo nó khác nhau rất nhiều. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa rằng chúng ta so sánh với Trung Quốc, vì Trung Quốc là cái đời sống của những người cơ cực ở tại thôn quê, họ không đủ cái điều kiện căn bản để bảo đảm cái đời sống của họ. Nhưng ở Hoa Kỳ thì tất cả mọi người với một cái gọi là một cái đời sống với một cái chế độ an sinh xã hội mà mọi người đều có cái quyền được hưởng một cái đời sống tương đối là bảo đảm và an toàn, thưa quý vị. Thế khi vấn đề nói bảo đảm và an toàn ở tại Trung Quốc thì chưa được đặt ra so với Hoa Kỳ. Bởi thế dù Trung Quốc là một cái quốc gia kinh tế có thể đứng sau Hoa Kỳ nhưng không thể so sánh được với Hoa Kỳ khi mà cái đời sống của họ chưa có những cái tiêu chuẩn để bảo đảm an toàn. Vâng, quý vị đang cùng với chúng tôi qua Cà Phê Sáng và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những phút vừa qua với Cà Phê Sáng và trở lại phần cuối của chương trình hôm nay. Trước hết, quý vị cùng với chúng tôi đến tiểu bang South Carolina. Những sự kiện gì đang xảy ra tại tiểu bang South Carolina? Chắc quý vị biết rằng chúng ta ở Hoa Kỳ này thì có thể nói rằng chúng tôi tự hào về vấn đề vệ sinh và vấn đề môi trường. Tuy nhiên, nước uống ở tại South Carolina là một trong những sự kiện mà đã được báo chí nói đến nhiều sáng nay. Diệu Huyền theo dõi từ South Carolina thì thấy sự kiện như thế nào, thưa Diệu Huyền? Thưa quý vị, như anh Trọng cũng nói, ở phía một cái thị trấn nhỏ tại South Carolina đã kiếm ra rằng là nước đã bị ô nhiễm, thưa quý vị. Người ta đã kiếm ra thấy những cái chất và những chất chemical ở trong nước đó là không được sạch và không được chấp thuận bởi EPA. Đó là EPA là một cái bảo vệ
Protection, Environment Protection Agency của nước Mỹ và những cái nước uống và những cái thức ăn phải đi qua bên này để được kiểm nghiệm, thì theo thông tin cho biết rằng cái lượng nước của Carolina ở trong này đã có những cái chemical và có những cái chất bẩn, và có theo cái đường ống là nước đã không sạch, đã bị ô nhiễm. Và cái chương trình đã xảy ra rằng là có hai vụ kiện đã được đưa ra tại CNN kể từ khi CNN đã đưa ra trên tin toàn báo chí, và hai vụ kiện này đang được đưa ra và đang được xử lý. Và hiện tại người ta đang tìm hiểu lý do tại sao cái nước ở Carolina lại bị ô nhiễm đến nhiều như vậy. Vâng, kính thưa quý vị, theo cơ quan EPA, có nghĩa là Environment Protect Agency, là cơ quan bảo vệ môi trường, đã cho biết rằng có nhiều dấu hiệu một vài cái thị trấn nhỏ ở tại tiểu bang South Carolina đã vướng mắc vào một vài cái nước với chất gọi là hóa học, phải không? Dạ, chất hóa học, những cái chất bẩn ở trong những chất bẩn ở trong nước. Dạ. Chắc quý vị đã biết rằng là nếu quý vị có điều kiện đến Hoa Kỳ sinh sống thì chắc là quý vị biết rằng cái nguồn nước uống là một trong những cái vấn đề quan trọng nhất. Không thể nào mà có một cái sự kiện nào mà nguy hiểm mà làm cho ảnh hưởng đến cái vấn đề sức khỏe của con người. Bởi thế, đây là một cái điều làm chúng tôi cũng hơi rất ngạc nhiên nha như Hiền. Yeah. Hoa Kỳ mà bị cái này thì có thể nói rất là khó, có thể tin được. Tại vì cho dù nước mà tái lọc lại đi nữa cũng phải được cái cơ quan EPA họ bảo đảm 100% lúc đó mới được sử dụng, theo như Hiền. Yeah. Đây là một cái sự kiện lần đầu tiên tôi hơi ngạc nhiên, phải không? Mà sao Carolina là năm những cái tháng trước nha anh Trọng, cũng nhớ là có bị lũ lụt với bị bão á anh. Ồ vâng. Thì chính những cái vụ bão đó là có những cái chất ở trong đó mà nó đưa xuống những cái đường ống nước. Cũng có thể là như vậy. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là chúng ta đổ lỗi cho một cái thiên tai về vấn đề bão hoặc lụt, mà vấn đề để cho nước uống đi vào một cái tình trạng gọi là bị ô nhiễm như cũng vậy. Thì một cái sự kiện đó rất là không có thể chấp nhận được. Vâng. Chắc là quý vị theo dõi tất cả những cái sự kiện liên quan đến cuộc đời của Tổng thống Donald Trump, thì quý vị đến một cái nhân vật có tên là Stormy Daniels. Cô này là một trong những người phụ nữ, đây là cô này rất nổi tiếng về tất cả những cái phim gọi là phim người lớn, thưa Nhi Huyền. Và cô đã có một cái đơn thư kiện với Tổng thống Donald Trump. Nhưng ngày hôm qua thì lại có một cái chuyện cơm không lành, canh không ngọt với ông luật sư Avenatti của cô. Và Stormy Daniels đã nói rằng luật sư của cô là Michael Avenatti đã kiện Tổng thống Donald Trump vì vấn đề gọi là phỉ báng, mặc dù cô đã thúc giục luật sư Avenatti và đã đừng nên làm cái điều ấy, và bây giờ cô không chắc liệu cô ấy sẽ có thể tin tưởng và để cho ông Avenatti làm luật sư đại diện cho luật sư của cô được hay là không. Trong một bài báo xuất hiện trên tờ Daily Beast xuất bản vào hôm thứ Tư, Daniel Stormy đã nói rằng cô đã hỏi Avenatti để biết thông tin về các quỹ tài trợ cho việc bảo vệ pháp lý của mình. Và thay vì cung cấp thêm thông tin, thì Avenatti đã bắt đầu một cái trang web gây quỹ mới để quyên tiền cho cô mà không nói với cô ấy. Và cô đã phát hiện ra được cái sự kiện này trên Twitter của ông Avenatti. Ông, theo lời của Stormy Daniels, đã nói, trong nhiều tháng tôi đã yêu cầu Michael Avenatti cung cấp cho tôi thông tin kế toán về quỹ mà những người ủng hộ tôi đã quyên góp hào phóng vì sự an toàn và bảo vệ pháp lý cho tôi. Ông đã nhiều lần bỏ qua những yêu cầu đó, Daniels đã nói trong một cái tuyên bố với tờ Daily Beast. Và Daniels cho biết rằng cô chưa quyết định phải làm gì về việc đại diện pháp lý, người đại diện pháp lý cho mình. Nhưng Avenatti đã là một người có thể nói trong quá khứ đã ủng hộ tôi tuyệt vời bằng nhiều cách. Nhưng theo những cái cách khác thì Michael đã không đối xử với tôi với sự tôn kính, với sự tôn trọng mà một luật sư nên dành cho một khách hàng. Ông đã nói thay mặt tôi mà không có sự chấp thuận của tôi. Kính thưa quý vị, ở Hoa Kỳ là như vậy. Khi nào mình nói một cái điều gì cho người khác, thay cho người khác, thì cần phải có sự chấp thuận của người đó, cho dù người đó là luật sư, thưa quý vị. Bởi thế, ở Mỹ thì chúng ta có cái điều kiện am hiểu và hiểu biết nhiều hơn về những gì vấn đề liên quan đến vấn đề pháp luật, và đừng có giỡn với pháp luật ở tại Hoa Kỳ. Và cũng theo Stormy Daniels thì bà nói rằng, tôi rất biết ơn những người ủng hộ của tôi, và họ xứng đáng được biết là tiền của họ đang được chi tiêu một cách như thế nào, liệu có trách nhiệm hay là không. Tôi không muốn làm tổn thương danh dự của Michael Avenatti, nhưng đã đến lúc tôi phải lập một cái kỷ lục mới, và ngay lập tức tôi muốn tất cả tôn trọng tất cả những người đồng hành với tôi. Cũng trong một cái lời tuyên bố với tờ Daily Beast thì Avenatti đã trả lời, ông không phải là, ông luôn luôn biết rằng ông là một nhà vô địch lớn nhất cho Daniel.
và ông đã hy sinh một cách khổng lồ tất cả những cái thời gian, kể cả vấn đề tiền bạc và cả năng lượng của tôi để hỗ trợ cô ấy, vì tôi tin vào cô đó, cô ấy. Vâng, kính thưa quý vị, tôi luôn luôn là một cái cuốn sách mở đối với Stormy Daniels về mọi khía cạnh của mọi trường hợp của cô ấy, và cô ấy đã biết điều đó. Vanity đã nói, tôi thỏa thuận lưu giữ và làm việc Stormy đã ký vào một cái tờ hợp đồng vào tháng 2 với tôi với điều kiện là cô ấy chỉ có trả $100 cho tôi và bất kỳ tất cả các khoản tiền khác được huy động thông qua một cái quỹ pháp lý và sẽ chi phí tất cả những cái dự kiện và sự kiện liên quan đến vấn đề thư kiện qua cái gọi là cái quỹ pháp lý mà chúng tôi đã quyên góp được. Thay vào đó thì phần lớn số tiền được huy động đã đi tới chi phí, là gọi là một trong những cái số tiền đó chi phí rất lớn cho vấn đề gọi là vấn đề an ninh của cô và một vài chi phí khác tương tự. Chiến dịch gần đây nhất đơn giản là chỉ làm sao chiếm được một trong những cái cảm tình của tất cả những người đối với Stormy Daniels và trước cái thiết kế để giúp giải quyết một số chi phí của Stormy. Vanity đã không đưa ra một cái phân tích về việc anh ta tiêu tiền như thế nào. Anh ta chưa cho những cái hành động cụ thể là anh tiêu tiền như thế nào thay cho Daniel, nhưng nói rằng chi tiết an ninh của cô ấy, chi phí hàng trăm ngàn đô la là một trong những cái gánh nặng mà chúng tôi phải lo đến. Đó là vấn đề làm sao bảo toàn cho an ninh của cô ta ở một cái mức độ mà có thể có nhiều khi đe dọa đến tử vong của cô lên đến rất cao. Và ngoài kia thì chi phí bỏ túi của Nguyễn Tùng là một cái vấn đề phi thường. Những lời tuyên bố gần đây nhất của Daniel về Vanity là do cô nói rằng cô sẽ không tiếp tục với Vanity khi mà vấn đề bạo lực gia đình chống lại đã được chứng minh là đúng. Kính thưa quý vị, gần đây thì Vanity đã bị một cái trát bắt giam về cái vấn đề gọi là bạo lực gia đình. Và Vanity đã bị bắt vào hồi đầu tháng này tại Los Angeles vì tội bạo hành gia đình liên quan đến một người phụ nữ mà không được muốn mang tên ra. Người phụ nữ được cấp một lệnh bảo vệ khẩn cấp và Vanity, người đã từ chối tất cả các cáo buộc và được trả tự do với một cái tiền bail là tới 50.000 đô la. Đây là những cáo buộc nghiêm trọng và rõ ràng rất đáng lo ngại, nhưng ngay bây giờ đó tất cả những gì mà họ cáo buộc và thôi. Daniel đã nói với tất cả các phóng viên của tờ New York Times cũng giống như là tất cả những cái nhân viên báo chí có mặt hôm đó, nguyên cả Olivia Nussey. Tất cả chúng ta nên dự trữ phán quyết cho đến khi cuộc điều tra chấm dứt, và một cuộc điều tra mà Michael đã nói anh ấy rất hoan nghênh và đồng tình. Và do đó những gì tôi đã làm, tất nhiên tôi sẽ không bao giờ tha thứ bạo lực đối với phụ nữ, và nếu những ai cáo buộc và làm những cái điều này thì chắc lẽ không phải người đó là đại diện cho tôi. Bà này cũng là một trong những người cũng có thể nói là very super ha. Yeah. Việc trước tiên bà ta nói rằng là bà ta cảm ơn ông Vanity đã có một cái thời gian dài biện hộ và lo lắng cho bà rất là tuyệt vời. Tuy nhiên, ông cũng không có vẻ như là tôn trọng bà nhiều vì có những cái vấn đề bà cần phải biết, đặc biệt nhất là cái vấn đề ông quyên góp tiền của những người mà có thể nói là fan của bà giúp cho bà. Yeah. Nhưng mà những cái chi tiêu này không được đưa ra công khai thì làm cho bà không mấy hài lòng. Nhưng trái lại thì ông Vanity nói rằng bà này chỉ có trả cho $100 thôi, còn tất cả những sự kiện khác là đều ông lo. Và cái chi phí mà gọi là cao nhất là vấn đề làm sao để bảo vệ an toàn cho bà. Yeah. Nhưng bà lại trở lại một vấn đề, thì một cái người đại diện cho bà không thì không thể là một người luật sư mà có liên quan đến vấn đề gọi là bạo hành gia đình. Khi mà có bạo hành gia đình thì không thể nào làm luật sư cho tôi, không? Yeah. Đó là một sự kiện cũng rất là hay, phải không anh? Vào sáng hôm nay vào lúc 5 giờ 48 sáng có một trận động đất tại khu San Diego và đi từ Victorville cho tới Mexico, thưa quý vị, đầu tiên là 4.1 và sau đó aftershock, tức là cái chấn động phía sau là 3.9. Hậu chấn là 3.9. Tuy nhiên là khởi đi là 4.1. Dạ. Khi nói đến San Diego gần đây thì chúng ta phải nói đến hiện ngày hôm qua tất cả những cái diễn biến bạo động liên tục xảy ra ở ngay cái vòng đai biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico, ngay từ thành phố Tijuana. Yeah. Và kính thưa quý vị, tất cả những trẻ em mà theo như những người nói rằng là họ muốn đến để xin tầm trú tại Hoa Kỳ đã dùng đá chọi lại tất cả những lính biên phòng của Mỹ Tây Cơ. Và trong lúc đó thì tổng thống mới của Mỹ Tây Cơ có thể dự định vào tuyên thệ nhậm chức vào tháng 12 đã đưa ra một cái
cái tuyên cáo, và ông ta có thể nói sẽ đương đầu lại với tất cả những cái gì mà người ta nghĩ rằng là Mexico phải đương đầu với cái làn sóng những người đến định cư, muốn dùng cái đất lãnh thổ của Mexico để đi đến Hoa Kỳ. Đây là một cái sự kiện mà có thể nói là làm nhức đầu cho Mexico rất nhiều, thưa Như Hiền. Rất là khó khăn. Và trong lúc đó thì Tổng thống Donald Trump với một cái bản lĩnh cứng rắn của ông đã ngăn chặn và không có thể cho một cái tình trạng bạo động liên tục xảy ra ở tại biên giới. Và ông chỉ trích Quốc hội là đã có thể nói hơi chậm trễ khi không có chịu chấp thuận cho một cái số tiền để có thể xây cái bức tường, thì những cái sự kiện đó không xảy đến ngày hôm nay. Và đó là một trong vài cái sự kiện mà chúng ta cần phải biết đến. Kính thưa quý vị, hôm nay thì Tổng thống Donald Trump đã có mặt tại Buenos Aires, và có thể nói đây là một trong những cái ngày đặc biệt của ông khi ông gặp đến 20 vị lãnh tụ của các quốc gia có hàng công nghiệp cao nhất trên thế giới, đó là hội nghị G20. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong những giây phút vừa qua, và hy vọng quý vị vẫn giữ 56.7 để cùng với Hoàng Trọng Thủy và Thảo Yên qua thời sự thế giới. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Xin kính chào quý vị.